Chào quý vị và các bạn nhé. Món này là món vịt. Chiều nay chúng tôi sẽ nấu cháo. Mình có vịt của chúng ta. Dạ chưa? Chưa, ướp gia vị chưa? Cái này phải cắt cho nó đẹp nhé. Nó đẹp mà ai đây cũng phục vật. Chè nó làm được, đâu có gì nữa. À để tí này ăn con trần qua cậy kia.